Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình à, Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự và đề tài đầu tiên tôi có bản tin chiều ngày hôm nay cập nhật đó là việc mà nga thực hiện một cuộc tập trận nguyên tử ngay sau khi lời cảnh báo của ông joe biden quý vị chúng ta đi vào bản tin trước và đặt câu hỏi xem liệu cuộc chiến của nga tại ukraine có mở rộng hay không và liệu là có một cuộc chiến nguyên tử hay không chúng ta sẽ đi vào phân tích quý vị à, bản tin của hãng thông tấn Bloomberg à, và được xem là mới nhất Nga đã có cuộc tập trận nguyên tử ngay sau lời cảnh báo của ông Joe Biden và trong đây thì à, Nga thực hiện một cuộc tập trận à, có một cái kịch bản được xem là có những cái cuộc à, không tập bằng à, nguyên tử giữa lúc mà ông Joe Biden đã lên tiếng cảnh cáo ông Vladimir Putin là bất kỳ một việc sử dụng à, vũ khí hạt nhân nào có thể sẽ đến dẫn tới một cái hậu quả nghiêm trọng và trong đó thì ông ta cuộc tập trận này Putin đã nói ra, nói với lại cái người lãnh đạo của bộ quốc phòng là sẽ có cái kịch bản tương tự là có một cái một cuộc tấn công bằng không tập bằng nguyên tử toàn diện và trong đó sẽ đối phó với tất cả một cuộc tấn công nào theo tường trình của đài truyền hình nga đưa ra trong lúc mà hoa kỳ đã lưu ý về việc nga có thể thực hiện cuộc tập trận này và gây phức tạp thêm cho việc kiểm soát vũ khí đó là lời phát biểu của ngũ giác đài đưa ra trước đó nga có thể sẽ có những cái lỗi lầm nghiêm trọng nếu như sử dụng bất kỳ một cái vũ khí nguyên tử nào. Ông Joe Biden đã phát biểu vào ngày thứ ba, trong đó thảo luận về cái việc này có khả năng xảy ra hay không. Và trong đó thì bản tin từ ở phía Nga cho thấy rằng là cuộc tập trận này được biết với tên là Crom và bao gồm luôn việc mà các cái hỏa tiễn đạn đạo từ ở Kamchatka ở phía cực đông của nước Nga và hỏa tiễn đạn đạo này sẽ bắn từ khu vực Barents Sea và các cái hỏa tiễn này sẽ bắn từ khu vực ở uh, trên uh, trên uh, không bởi các cái uh, gọi là cái quanh tạc cơ chiến lược và giới chức nga đã bác bỏ là họ dự tính sử dụng vũ khí hạt nhân trong khi mà điện kremlin cáo buộc là phía của ukraine đang dự tính sử dụng cái gọi là dirty bomb và cho rằng kiev và các đồng minh đã uh, mà trong khi đó thì kiev và các đồng minh đã bác bỏ chuyện này ukraine đã bắt đầu cảnh báo là nga có thể sẽ sử dụng các cái loại vũ khí bị cấm À, đã có nguyên tự có cái à, cái nguyên liệu phóng xạ và cho rằng là và cố tình quy trách nhiệm cho phía của Ukraine. Trong khi đó thì à, lãnh đạo của NATO là ông John Stoltenberg tức là tổng thư ký đã lên tiếng và nói rằng Nga à, tuyên bố là Ukraine dự sử dụng dirty bomb là một cáo buộc vô lý và Nga cần phải à, chấm dứt cái tình trạng, tình trạng gọi là cuộc chiến và ông ta nói lại tại Brussels và ông Stoltenberg cũng nói rằng ông ta sẽ có thể gặp gỡ với tổng thống của Thổ Nhĩ kỳ là Tayyip Erdogan để mà trong tương lai gần để có thể thúc đẩy nhanh hơn việc gia nhập NATO của Thụy Điển và của Phần Lan à, Trong đó thì à, việc mà cái lực lượng Ukraine càng mạnh mẽ trên chiến trường Thì điều này chúng ta sẽ có thêm những cái giải pháp chính trị cứng rắn hơn Khi mà giờ Ukraine tuyên bố về chủ quyền độc lập của họ ở tại Âu Châu Đó là lời phát biểu của ông stolenberg đưa ra Cùng một lượt thì trước đó thì à, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu cũng đã nói chuyện với các đối tác của Trung Quốc và của Ấn Độ về việc mà Nga cáo buộc là Ukraine chuẩn bị sử dụng dirty bomb tức là lại bom bẩn ở trong cái lãnh thổ của họ và trước đó thì ông ta cũng đã nói với lại chuyện với lại Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ khi mà nói cùng một lượt cái lời gọi là quy trách nhiệm này và Nga cũng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga cũng đã nói chuyện hai lần trong vòng 3 ngày qua. Và phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết quốc gia của chúng ta có thông tin về sự đe dọa này và họ chia sẻ và bao gồm luôn cả Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Trong khi phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng Nga tính sử dụng loại bom này nhưng mà đổ trách nhiệm qua cho phía của Kiev. Cùng một lượt thì tại Estonia đã bắt đầu có một cái uh, luật uh, phòng uh, hỗ trợ cho dân sự. Estonia đã bắt đầu đưa ra một cái tiến trình gọi là những cái nơi mà gọi là trú ẩn bom cũng như là các cuộc tấn công từ trên không giữa lúc mà đang có cái tiềm năng là có thể cuộc chiến này nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Quốc gia vùng Baltic này cho biết là họ cái việc mà sát nhập của cụ liên bang Soviet là một cái chỉ trích của Moscow ở tại Ukraine đồng thời đã ký một cái thỏa ước với Slovakia để mà đưa ra cái hệ thống báo động trong 22 thành phố và thị trấn của uh, của quốc gia này tức là Estonia, quý vị, đó là cái bản tin mà được cập nhật mới nhất. Như vậy thì chúng ta mở bản đồ lên để xem cuộc tập trận này của Nga nằm ở đâu và Estonia đã đưa cái uh, sắc lệnh này uh, như thế nào thì chúng ta mở bản đồ lên để xem trước khi mà chúng ta bước vào cái phần phân tích. Quý vị, đây là bản đồ lãnh thổ của nước Nga. Và quý vị, ở khu vực mà Nga gọi là À, vùng cực đông của nước nga tức là khu vực ở đây đây là khu vực mà nga sẽ cho tập trận à, về cái à, gọi là à, cái à, khu vực mà gọi là tập trận nguyên tử của họ là khu vực cực đông nha các vị nằm ở khu vực này ok nằm gần Bering à, Sea và đây là cái nơi mà nga đang tập trận nguyên tử gồm có hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn à, xuyên quốc gia cùng một lượt thì quý vị estonia là cái quốc gia rất nhỏ nằm sát biên giới của nước Nga và nằm gần Moscow, quý vị thấy từ Moscow qua Estonia rất là gần. Thì quý vị, đây là lãnh thổ của Estonia, rất là nhỏ và lãnh thổ này cho biết là họ đã bắt đầu có cái uh, uh, hệ thống báo động về tấn công bằng bom ở trên 22 thành phố và thị trấn của họ. Thì quý vị, đây được xem là một trong những cái báo động mới nhất của Estonia. Đó là những gì mà chúng ta đã thấy được trong cái bản tin cập nhật ngày hôm nay. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là liệu là Nga có khả năng sử dụng vũ khí bị cấm hay không? Trong đó bao gồm vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân và nguyên tử. Câu hỏi thứ hai là trên chiến trường của Ukraine thì bây giờ Nga cáo buộc Ukraine là sử dụng dirty bomb. Trong khi Ukraine thì cáo buộc ngược lại, Nga đã cố tình gán nhãn cho phía của Ukraine để chính họ sử dụng loại vũ khí này. Và câu hỏi thứ ba là... Estonia đã đưa ra một cái mà báo động và đã đặt đơn đặt hàng với lại Slovakia một cái hệ thống báo động về cuộc tấn công bằng bom và hệ thống báo động này được lắp đặt trên 22 thành phố và thị trấn của Estonia. Như vậy có nghĩa là Nga có ý định mở rộng cuộc chiến này ra khỏi lãnh thổ của Ukraine hay không? Ba câu hỏi đặt ra nó có thể là cái bài phân tích của tôi trong chiều ngày hôm nay trong phần Hilton Nhật Ký. Quý vị, Câu hỏi đầu tiên, liệu Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Việc tập trận hạt nhân này bao gồm hai phần. Thứ nhất là các bệ phóng về các hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn xuyên quốc gia đang được thực hiện với cái tên là Krom. Và nó không phải chỉ có cái bệ phóng nằm dưới mặt đất mà nó cả một cái bệ phóng nằm trên cái Bomber, tức là Strategic Bomber, tức là những chiếc chiến đấu cơ, những chiếc quanh tạc cơ chiến lược của Nga tức là các cái nguyên đầu đạn nguyên tử này có được lắp đặt ở trên cái hệ thống và à, không quân của Nga, tức là các chiếc quanh tạc cơ luôn, cả hai. Quý vị, cuộc tập trận này diễn ra chỉ một tuần lễ sau khi mà liên minh NATO đã có cái cuộc tập trận nguyên tử và Hoa Kỳ đã gửi thêm đầu đạn nguyên tử của họ tới Âu châu. Và đặc biệt là tăng cường cái kho chứa đầu đạn nguyên tử của của Hoa Kỳ ở tại nước Đức. Quý vị, tình trạng này có nghĩa là thứ nhất, giới tình báo của Hoa Kỳ đánh giá là Nga đang gặp trở ngại trong cuộc chiến tại Ukraine. Và cuộc trở ngại này sẽ khiến cho ông Vladimir Putin sẽ tăng cường cái mức độ cuộc chiến lên một tầng cao hơn. Và họ nghi ngại rằng Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân hay vũ khí nguyên tử, nhưng họ có thể sử dụng vũ khí sinh học hay hóa học có thể xảy ra. Và điều này đã từng xảy ra tại Syria trước đây. Và quý vị, do đó, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường cái kho chứa đầu đạn nguyên tử và à, hạt nhân của họ ở tại Âu Châu để đề phòng Nga tăng cường cái mức độ sử dụng vũ khí trong cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng là cái phần mà tin tức tình báo này đưa ra và ngay sau đó thì quý vị đã có một cuộc tập trận nguyên tử giữa 13 trong tổng số là 30 quốc gia trong Liên minh NATO ở khu vực phía gần Bắc Cực và khu vực vùng biển Baltic. Điều này có nghĩa là phía Hoa Kỳ và kể cả Liên minh NATO đang e ngại rất nhiều về cái tính chất cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Do đó, họ đề phòng việc mà Nga sử dụng loại vũ khí được xem là cấm trên thế giới. Do đó, quý vị, cuộc tập trận này của Nga nhìn bề ngoài thì có thể đây là một trong những cái phản ứng của Nga đối với cuộc tập trận nguyên tử của NATO. Nhưng nhìn từ phía trong thì có vẻ như Putin đang manh nha dùng vũ khí nguyên tử để đe dọa chứ không phải tấn công. Tại vì cuộc tập trận này nằm bờ biển phía đông của nước Nga. Tức là và Nga cũng đã thông báo cho phía Hoa Kỳ biết về cái cuộc tập trận nguyên tử này có tên là Chrome. Thì quý vị có nghĩa là nga muốn sử dụng cuộc tập trận này mang tính chất răng đe nhiều hơn là sử dụng thật sự vũ khí hạt nhân vũ khí nguyên tử vũ khí sinh học hay là hóa học thì quý vị đây là cái điều đầu tiên mà tôi nhận định là cái cuộc tập trận này mang tính chất răng đe nhiều hơn đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta đặt ra trong việc mà nga liệu có sử dụng vũ khí bị cấm hay không rồi bây giờ bước qua phần thứ hai là câu hỏi ai sẽ là quốc gia quốc gia nào sẽ là quốc gia sử dụng dirty bomb tức là loại bom mà người mình gọi là bom bẩn đi mà loại loại bom này có nghĩa là họ sử dụng một số những cái nguyên liệu có thể dính dấp tới nguyên tử và có thể họ sử dụng những cái loại bom mà bắn ra đinh quý vị biết là nó cũng cũng thuộc dạng bom bẩn tức là ở trong trái bom đó nó có nhét rất nhiều những loại đinh và cái sức công phá của nó có thể sẽ à, tác hại lớn hơn một trái bom bình thường một trái bom bình thường khi nó nổ đó quý vị là người ta bị ngay chỗ nổ đó thì người ta sẽ bị uh, tử vong tại chỗ. Nhưng nếu đứng xa cái vụ nổ đó đó quý vị thì người ta sẽ bị áp lực bởi cái sức ép áp suất của không khí khi mà trái bom nó nổ. Thì quý vị nó sẽ làm cho sức chấn động trong cơ thể con người và dẫn tới tử vong và nếu mà quý vị đứng xa cái khu vực bom nổ thì quý vị có thể sẽ bị áp lực về cái uh, cái cái cái, uh, cái uh, khí quản của quý vị có thể làm cho quý vị sẽ bị đứt một cái nào đó ở trong cái mạch máu của mình và miệng thì trào máu. Đó là cái uh, cái quy tắc bình thường của một cái bom. Nhưng nếu như bom bẩn được nhét vào trong đó một số những cái khác thì nó lại ra một cái uh, nó lại ra một cái uh, kịch bản khác. Ví dụ, quý vị loại bom bẩn này vốn đã từng được sử dụng trước đây, ngay cả trong chiến trường của Syria và Syria thì uh, chính quyền syria bị cáo buộc là dùng bom hóa học tức là trong bom nó nhét một số những hóa chất và những hóa chất này sẽ gây ra tình trạng ói mửa khó thở và dẫn tới những cái bệnh sau này thì à, cộng đồng quốc tế đã phát hiện và có bằng chứng nhưng tới giờ phút này họ chưa làm gì bởi vì cái bằng chứng vẫn không đủ và cái loại bom bẩn thứ hai là họ nhét những cái đinh vào trong đó thì quý vị cái loại bom này thì quý vị ngoại từ cái sức ép của cái áp suất về không khí khi nó nổ thì bom đinh này khi nó nổ thì đinh nó sẽ văng tứ tung và nó sẽ gây thiệt mạng tử vong nhiều hơn so với một cái bom thông thường. Thì những cái loại này nó gọi là bom bẩn. Hoặc là nó có thể nhét vào trong đó một số những cái ống chứa chất phóng xạ. Và khi bom nổ thì nó nó đẩy cái chất phóng xạ hòa tan vào không khí và có thể khiến cho người ta bị nhiễm chất phóng xạ. Thì quý vị tất cả những cái loại bom này thì thế giới gọi là dirty bomb tức là bom bẩn là tôi dịch là như vậy bởi vì nó không phải chỉ có một thứ nguyên liệu và quý vị nga là quốc gia đã tung tin và chủ động tung tin luôn trong việc mà kiev có thể sử dụng bom bẩn thì quý vị đầu tiên hết là nga gọi điện thoại tức là ông bộ trưởng quốc phòng của nga đã gọi điện thoại cho à, bộ trưởng quốc phòng của anh pháp thổ nhĩ kỳ và hoa kỳ hôm nay là họ lại gọi tiếp tục cho ấn độ và trung quốc để liên tục nhắc về cái việc mà họ quy trách nhiệm cho phía Kiev là sử dụng bom bẩn, có thể sử dụng bom bẩn ở trong cái cuộc chiến. Thì quý vị, Nga là cái quốc gia tung tin này ra và quy trách nhiệm cho phía phía của Kiev, trong khi ngược lại thì phía Kiev và phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cái uh, lời cáo buộc này của Nga. Thậm chí phía Kiev đã mời tất cả những thanh sát viên của Liên hợp quốc tới những cái nơi mà được xem là có cái uh, pha lò phản ứng nguyên tử và kể cả những cái công xưởng và những cái phòng nghiên cứu về nguyên tử của ukraine để có thể giám sát xem họ có chế tạo loại bom này hay không thì quý vị đây là chúng ta vẫn chưa biết được là ai và quốc gia nào là quốc gia sử dụng loại bom bẩn tuy nhiên cả hai phía đưa ra phía kiev thì cho rằng nga cố tình tung tin này ra để chính nga sử dụng loại vũ khí này thì quý vị, đây là cái sự gọi là đấu khẩu qua lại giữa Kiev và của Nga. Như vậy thì điều mà chúng ta nhận ra là có thể chiến trường của Ukraine sẽ có một cái uh, sẽ có một cái biến chuyển mới, trong đó cái mức độ tăng cường sử dụng vũ khí mạnh bạo hơn đã có dấu hiệu xuất hiện. Và trước đó quý vị còn nhớ là Kiev đã liên tục cáo buộc là phía Iran cung cấp tròn cho Nga. Và họ nói rằng à, phía của của các cái tròn của Iran đã tấn công vào các vị trí dân sự ở một số thành phố, bao gồm luôn cả thủ đô Kiev. Và lúc đó thì Kiev đã kêu gọi phía Do Thái là cung cấp cái hệ thống Iron Dome, tức là cái hệ thống phòng không Iron Dome của Do Thái cho phía Kiev để bảo vệ cho các thành phố. Thì quý vị, trong khi đó Iran bác bỏ và giới chức tình báo của Hoa Kỳ nói rằng chính Iran đã huấn luyện cho binh sĩ Nga ở tại Crimea để sử dụng các loại tròn tấn công tự sát. Phía Iran thì ngược lại, họ nói rằng họ sẵn sàng mời các chuyên gia quân sự của họ tới Crimea để điều tra xem ai là kẻ huấn luyện cho lực lượng của Nga sử dụng tròn của Iran. Và một số tròn được chụp hình cho thấy có bằng chứng là Iran đã cung cấp cái tròn này cho phía Nga. Và ngay cả ngày hôm nay, ngày hôm qua thì đúng hơn. Tổng thống của Do Thái cũng đã đưa tin tức tình báo cho phía Hoa Kỳ xác nhận là Iran đã cung cấp tròn cho phía Nga. Thì quý vị, điều này cho thấy là Nga đã bắt đầu tăng cường cái mức độ sử dụng vũ khí. Bây giờ chỉ mới là bom tự sát, tức là tròn tự sát. Tức là họ, họ, bắn xong là coi như cái tròn nó dục luôn đó. Nó xong, nó xâm thẳng vào trong một cái một cái căn cứ, một cái mục tiêu nào đó nó bùng nổ luôn. Thì đây là cái cách tấn công của Nga nhắm vào Kiev và Kiev thì cáo buộc là có những cái hành động tấn công vào hạ tầng cơ sở dân sự. Nhưng quý vị, có phải đây là câu hỏi mà phía Kiev nói đúng. Nga cố tình tung tin này ra để sử dụng các cái drone của Iran nhằm mang theo những cái loại à, dirty bomb, tức là bom bẩn này tấn công vào các mục tiêu à, quân sự lẫn dân sự tại Kiev hay không? Điều này có khả năng xảy ra. Có nghĩa là cái quốc gia mà sử dụng loại dirty bomb này chính là Nga. Và họ sẽ sử dụng những cái bo, những cái tròn tự sát của phía Iran để mở các cái chiến dịch tấn công này nhằm giành lại cái vị thế mà họ đã bị suy yếu trong cuộc chiến trong gần như là 3 tuần lễ qua. Kể từ khi mà họ sát nhập bốn vùng lãnh thổ. Thì quý vị, điều mà quan trọng nhất chính Nga đã chủ động di tản dân sự ở tại Kherson. Một trong những cái nơi đang có cái cuộc giao tranh gắt gao giữa Ukraine và giữa Nga. Có nghĩa là Nga muốn sử dụng loại bom này. Cho nên họ đã cho di tản dân sự tại đây. Do đó, cái nhận định của tôi là trong cái cuộc mà lời lẽ qua lại khẩu chiến này thì chính Nga là quốc gia có thể sử dụng loại bom này chứ không phải là Ukraine. Bởi vì thứ nhất họ thử nghiệm bằng cách tấn công vào các vị trí ở Kiev và một số thành phố khác bằng các drone tự sát của Iran. Họ đây là chỉ cuộc tấn công thử nghiệm của họ trước khi mà họ lắp đặt những cái loại vũ khí được xem là bị cấm, bao gồm cả bom bẩn tức là dirty bomb. Và thứ hai, họ đã di tản một số dân cư của họ ở tại Kherson, một trong bốn cái vùng lãnh thổ mà Nga đã xác nhập ra khỏi Kherson. Có nghĩa là Nga đang chuẩn bị cho một loại vũ khí mới có sức tàn phá lớn hơn, do đó họ phải di tản dân của họ tại đây. Và chính vì nhà phân tích như vậy, tôi đưa ra cái nhận định, quốc gia sử dụng dirty bomb là Nga, chứ không phải là Ukraine. Đây là một trong những cái bài mà tôi phân tích để cho quý vị thấy rõ là Nga đã bắt đầu có những cái tác động lên cuộc chiến. Bởi vì họ biết được sau gần một năm, tức là từ tháng 2 họ mở cuộc chiến, Bây giờ là cuối tháng 10, tức là 8 tháng rồi quý vị. Thì cuộc chiến này nó nếu nó kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa mà Nga không có sự gọi là tiến triển trong các cái chiến dịch quân sự của họ thì Nga sẽ bắt đầu rơi vào cái hậu quả của cuộc chiến. Thứ nhất là vấn đề siết chặt lệnh cấm vận của Tây phương đối với Nga sẽ tác động bắt đầu bắt đầu có tác động vào cuộc sống của người dân Nga, có nghĩa là có sẽ có sự nổi loạn ngay trong lòng của nước Nga. Đó là điều thứ nhất Và điều thứ hai Là Cuộc chiến này kéo dài Thì quý vị Cái việc mà giới hạn Cái nguồn thu nhập của Nga Cũng bị siết chặt luôn Tức là sau tháng 12 Chính thức là Âu Châu đã cấm dầu hỏa từ phía Nga Thì quý vị Điều này cho thấy là Nga đã, à, đã Bắt đầu phải à, Tìm cách đối phó với cái hậu quả Có thể là sau một năm của cuộc chiến Do đó họ có nhu cầu tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ để mà đối phó lại với cái hậu quả ngay trong đội địa của nước Nga khi mà hậu quả cuộc chiến này bắt đầu dẫn tới những cái hậu quả về kinh tế. Do đó, cái lý do mà Putin có thể sẽ tăng cường cái việc tấn công này và đặc biệt là trong mùa đông sắp tới. Nga sẽ tiếp tục sử dụng tất cả những cái nguồn của họ, kể cả dirty bomb, để mà giành chiến thắng ở một số những cái địa điểm chiến lược để có thể chấn an người dân nga và gây uy hiếp tới cộng đồng quốc tế để đạt được một cái mức thương thảo cao hơn khi mà cộng đồng quốc tế muốn chấm dứt cuộc chiến tại ukraine tức là nga giành thêm một cái bài chủ để thương thảo với cộng đồng quốc tế do đó quý vị cái cuộc chiến tại ukraine có thể nga sẽ tăng cường độ việc sử dụng vũ khí của họ là điều không tránh khỏi đó là một trong cái nhận định của tôi trong câu hỏi thứ hai là quốc gia nào sử dụng dirty bomb. Và câu hỏi thứ ba, Estonia đã ra lệnh à, báo động trên 22 thành phố. Có nghĩa là họ đặt cái hệ thống báo động về các cái uh, bom và bắt đầu tạo ra những cái uh, hầm trú ẩn về bom cho người dân ở 22 thành phố và có cái hệ thống báo động đặt từ Slovakia. Thì điều này có nghĩa là chính Estonia không tin tưởng vào cái uh, việc mà Nga dừng lại cuộc chiến ở tại Ukraine. Với cái cái phân tích của cái phần thứ hai là do tình trạng ông Putin có thể đối diện với sự nổi loạn của người dân Nga khi tác hại kinh tế xảy ra sau gần như là 8 tháng cho tới 12 tháng của cuộc chiến, bắt đầu có cái tác hại kinh tế giống như lúc trước tôi đã phân tích từ đầu, lúc đầu đánh cấm vận thì nó không tác hại không tác hại trong giai đoạn đầu bởi vì chủ lực kinh tế của Nga là năng lượng, vũ khí và kim loại. Thì quý vị, nhưng về lâu dài Nga sẽ bị tác động kinh tế. Thì quý vị, bây giờ đã qua 8 tháng rồi, tức là cái cuộc chiến đã kéo dài rồi. Thì bắt đầu là người dân Nga bắt đầu phải chịu đựng cái cái hậu quả của cuộc chiến này. Thứ nhất là tình trạng thiếu các mặt hàng tầm trọng. Mặc dù họ nhập một số từ Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cũng bị giới hạn những mặt hàng này không phải mặt hàng nào Trung Quốc cũng có do đó cái việc mà Nga bị thiếu những cái phương tiện sống trong cuộc sống là điều chắc chắn nha yeah. đương nhiên vụ dụng cụ y khoa Trung Quốc xuất cảng được đúng không nông sản hải sản giao thương giữa Nga và Trung Quốc vẫn bình thường có nghĩa là họ tăng cường cái việc mà nhập cảng từ phía Trung Quốc thì có thể vung đắp nào một phần thiếu hụt mà không có sự nhập cảng từ tây phương đúng không quý vị thì uh, Nga có thể giải quyết được nhưng những cái phương tiện khác trong cuộc sống, đặc biệt là tất cả những cái dịch vụ về à, à, cuộc sống từ à, vấn đề mà giấy tờ cho tới vấn đề à, internet tất cả mọi thứ nó có thể sẽ bị giới hạn và quần áo cho tới những cái phương tiện thường giấy tập bút học trò trường học vân vân nó sẽ bị tác động thiếu hụt các cái mặt hàng này là cái hậu quả mà tại vì tất cả các quốc gia Tây Phương đóng cửa hết rồi và trên các đường biển đều cấm tàu của Nga rồi trên các đường không phận cũng tắm cấm tàu của Nga cấm chiếc máy bay của Nga do đó họ phải đi đường vòng thời gian mà gọi là cung cấp cái nguồn cái nguồn cung cấp này nó ít hơn nó dài hơn và cái mức độ cung cấp lại ít hơn nữa do đó quý vị cái tác động của cái việc lệnh cấm vận này nó sẽ apply là sau một thời gian của cuộc chiến tức là bắt đầu từ tháng này cho tới dài dài khi nào cuộc chiến còn thì cái nền kinh tế của Nga sẽ bị tác động. Do đó quý vị, khi mà nền kinh tế bị tác động như vậy thì quý vị, Putin phải tìm cách gọi là đi sớm trong việc mà đạt được cái thỏa thuận với quốc tế. Và ngoại trừ cái việc mà tăng cường cái mức sử dụng vũ khí tại Ukraine, Putin có thể sẽ mở rộng cuộc chiến qua những quốc gia có đường biên giới với Nga. Trong đó Estonia là một. Do đó quý vị, Estonia e ngại với cái tình hình mà tác động này thì Putin có thể mở rộng cuộc chiến qua Âu châu, tại vì mở rộng cuộc chiến qua những quốc gia coi như một sự đối đầu trực tiếp với NATO. Tại vì Estonia nằm trong NATO, mà Estonia bị tấn công có nghĩa là 30 quốc gia của NATO bị tấn công. Do đó quý vị, nó sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Mà nếu cuộc tối đầu này thì có thể là bùng nổ một cái đệ tam thế chiến. Thì đám Âu Châu mà không muốn xung đột cuộc chiến thì sẽ bị phân hóa trong NATO. Tìm cách thương thảo với Nga để dừng lại cuộc chiến này. Và khi thương thảo như vậy, Nga lại có thêm cái lá bài để thương thảo. Và tìm cách gọi là giải tỏa cái sự bế tắc trong nền kinh tế của Nga khi mà thiếu hụt mặt hàng, thiếu hụt tất cả những cái phương tiện và tác động lớn tới nền kinh tế của nga khi mà họ giao dịch rất là khó khăn thì quý vị đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng là putin có thể mở rộng cuộc chiến và lần này cuộc chiến của putin không phải chỉ có những quốc gia có đường biên giới với nga mà có thể là putin sẽ cấu kết với lại belarus để bắt đầu uy hiếp luôn các quốc gia ở phía đông và trung âu trong đó quốc gia đầu tiên là ba lan Ba Lan là quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Belarus và rất là dài. Rồi những quốc gia nằm ở phía nam của Âu Châu, phía nam của khu vực Âu Châu đó, ví dụ như là những quốc gia nằm trong khối Đông Âu và Trung Âu đó cũng sẽ bị uy hiếp bởi cái cuộc tấn công của Nga và của Belarus nếu như Belarus phối hợp với lại phía của Nga và chỉ có cái hướng này. Bút mới có thể thoát được cái sự gọi là khó khăn khủng hoảng kinh tế xảy ra tại nước Nga và để cho dân Nga không nổi loạn. Thì điều duy nhất mà Putin làm được là phải mở rộng cuộc chiến hoặc là tăng cường cái mức độ cuộc chiến tại Ukraine để có thêm những cái lá bài thương thuyết với khối Tây Phương. Do đó quý vị, ba câu hỏi tôi đặt ra thì tôi giải thích là có khả... hai câu hỏi thứ hai là có khả năng Nga sẽ mở rộng cuộc chiến nhất là trong cái giai đoạn sắp tới mùa đông và khi mà Âu Châu chính thức cấm toàn bộ dầu hỏa của Nga thì Nga sẽ bắt đầu đưa ra những cái uh, loại vũ khí mới thay vì cái vũ khí năng lượng họ có thể sử dụng những loại vũ khí khác để thương thảo với khối Tây Phương Ok quý vị đó là cái bài phân tích Hilton nhật ký phần 1 của tôi ngày hôm nay liên quan tới cái bản tin mà Nga thực hiện cuộc tập trận nguyên tử hạt nhân ở khu vực cực đông của họ cùng một lượt những cáo buộc về dùng dirty bomb trong chiến trường của Ukraine và việc Estonia đã bắt đầu cho hệ thống báo động để cho quý vị thấy là cái cuộc chiến này nó bắt đầu bước qua một chapter mới. Nó tăng cường cái mức độ nhiều hơn là giảm đi mức độ. Và sự tăng cường mức độ này sẽ có thể dẫn tới một cái hậu quả lớn hơn mà người dân trên thế giới có thể sẽ phải đối diện. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hưu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại ngay.